Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm cho bài giảng. Hôm nay Hải sẽ dạy các em toán lớp 7 sẽ kết nối chữ khớp của cuộc sống nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu có hai quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài luyện tập chung trang 74 sẽ kết nối chữ khớp của cuộc sống. Trước hết mình xem ví dụ. Cho điểm M thuộc đoạn hàng AB qua hai điểm CD nhân hình 4.43 sao cho góc BAC bằng góc PAD và góc BAC bằng góc APD, chứng minh rằng tam giác ABC sẽ bằng tam giác ABD. Mình sẽ quan sát hình 4.43. Thì ở đây trước hết là mình sẽ có đoạn hàng AB. M sẽ là một điểm nằm trên đoạn hàng AB. Và mình sẽ có điểm C và điểm D. Ở đây người ta cho góc BAC. BAC có nghĩa là góc E ở đây sẽ bằng với PAD, chính là góc A đây. Như góc A trên và góc A dưới sẽ bằng nhau. Tiếp theo mình có góc ABC. ABC chính là góc B ở trên sẽ bằng ABD. ABD chính là góc B dưới. Như là góc B trên sẽ góc bằng góc B dưới. Bây giờ người ta kêu mình chứng minh hai tam giác ABC bằng tam giác ABD. Thì mình thấy là hai tam giác này có góc này bằng góc này. Cạnh AB là cạnh chung. Góc này bằng cạnh cạnh góc này sẽ bằng góc này. Nhưng mà kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc, đúng không? Giờ mình sẽ quan sát cách người ta giải. Giả thuyết M thuộc điểm AB, góc A bằng góc A, BAC bằng BAD, góc ABC bằng góc ABD. Kết luận thì câu A là tam giác ABC bằng tam giác ABD. Giờ mình quan sát người ta giải câu A chứ. Hai tam giác ABC và ABD có, mình sẽ có góc PAC bằng góc PAD, có nghĩa là góc A trên bằng góc A dưới theo giả thuyết AB là cạnh chung và góc ABC bằng góc ABD, có nghĩa là góc B trên bằng góc B dưới cũng theo giả thuyết. Vậy mình kết luận là tam giác ABC bằng tam giác ABD theo trường hợp là góc cạnh góc. Giờ ở câu B thì mình sẽ cần chứng minh tam giác AMC. AMC đây. AMC là tam giác nhỏ ở trên bằng tam giác AMD. AMD sẽ nằm phía dưới. Thì mình thấy là hai tam giác này có gì bằng nhau? Thì mình thấy góc A trên bằng góc A dưới. Giả khi cho cạnh AM sẽ bằng là cạnh chung, đúng này. Và mình sẽ có là AC sẽ bằng AD vì tam giác ABC bằng tam giác ABD, đúng không? Như là mình kết luận là hai tam giác này theo bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đúng không? Giờ quan sát cách người ta giải. Hai tam giác MC và MD có AM là cạnh chung. Góc MAC sẽ bằng BAC. MAC sẽ bằng BAC, đúng không? Sẽ bằng BAD bằng MAD theo giả thuyết. Tiếp theo mình sẽ có AC bằng AD vì tam giác ABC bằng tam giác ABD, chứng minh chưa? Đúng rồi. Vậy mình kết luận là hai tam giác AMC bằng AMD theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Đúng này. Giờ các em sẽ quan sát kỹ cách giải của người ta để mình làm bài tập tương tự nha. Giờ như vậy mình xong ví dụ, mình sẽ qua tiếp phần bài tập câu 4.16. Cho hai tam giác ABC và DEF khỏi mạng điều kiện là AB bằng DE, AC bằng DF, góc PAC bằng góc EDF bằng 60 độ, BC bằng 6 cm và góc ABC bằng 45 độ. Tính độ dài cạnh EF và độ dài các góc ACB, DEF và EFD. Trước hết mình sẽ vẽ hai tam giác nhé. Như các em sẽ vẽ hai tam giác như sau. Tam giác ABC và tam giác DEF. Mình sẽ có là AB bằng DE. AB bằng DE. Thì hai cạnh này bằng nhau nên mình sẽ ký hiệu giống nhau nhé. Tiếp theo mình sẽ có AC bằng DF. Hai cạnh này bằng nhau mình cũng ký hiệu giống nhau. Góc BAC. BAC là góc ở trên đây. Bằng góc EDF, EDF sẽ là góc D ở trên. Hai góc này đều bằng 60 độ. Hai góc này bằng nhau và bằng 60 độ.
Tiếp theo người ta nói là BC bằng 6 thân mét. Góc ABC có nghĩa là góc B ở đây sẽ bằng 45 độ. Bây giờ mình sẽ tính độ dài EF. Như vậy muốn tính độ dài EF, mình sẽ chứng minh hai tam giác ABC bằng DEF trước. Thì mình sẽ tính được là EF. Được này. Giờ như vậy là thầy sẽ làm câu 4.16. Bây giờ mình xét hai tam giác ABC hoặc DEF trước. Xét hai tam giác ABC hoặc DEF. Còn mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có AB bằng với lại DE. Giả thiết cho AB bằng DE theo giả thiết. Giờ tiếp theo thì mình sẽ có là góc này bằng góc này. Góc BAC bằng EDF. Góc BAC. Góc BAC chính là góc E ở trên. Bằng với góc D ở đây. GD chính là EDF. Hai góc này bằng nhau, quy đều bằng 60 độ. Thì đây cũng là theo giả thiết luôn. Ở đây các em để theo giả thiết cũng được. Theo giả thiết. Giờ tiếp có theo thì mình sẽ có cạnh AC sẽ bằng DF cũng theo giả thiết luôn. AC sẽ bằng DF theo giả thiết luôn. Như vậy mình kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh quay tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Giờ hai tam giác này bằng nhau thì mình suy ra được là EF sẽ bằng BC. Đây là hai cạnh tương ứng. Đúng này. Suy EF bằng BC sẽ bằng 6 cm. Đúng này. Giờ sau khi tính được EF thì mình sẽ tính tiếp. Như vậy là hai tam giác này bằng nhau, có nghĩa là góc ACB. ACB. Bây giờ mình sẽ tính góc ACB. ACB thì mình thấy tổng ba góc sẽ bằng 180 độ. Hai góc này mình biết giờ thì mình sẽ tính được góc C. Đúng không? Giờ ở đây mình sẽ có là cái góc này sẽ bằng góc này luôn. Đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ hai tam giác này bằng nhau khi mình suy ra là góc DEF sẽ bằng ACB bằng 45 độ. Ở đây mình suy ra luôn nha. Mình suy ra là góc DEF sẽ bằng góc ABC bằng 45 độ. Giờ tiếp theo ta có mình sẽ có ba góc ABC sẽ bằng tổng ba góc ABC sẽ bằng 180 độ. Đúng này. Vậy góc A chính là BAC. Góc A chính là BAC cộng cho góc B. Góc B chính là ABC.
cộng cho góc C, hệ góc C chính là ACP, tổng ba góc sẽ bằng 180 độ, đúng này. Xuống dòng C như giờ mình sẽ tính góc C, đúng này. CD ACB bằng ACB sẽ bằng 180 độ trừ cho góc E BAC trừ tiếp cho góc B là ABC bằng 180 độ. Góc E ở đây chính là 60 độ. B sẽ là 45 độ. Như vậy góc C sẽ bằng bao nhiêu? 60 với là 45 sẽ là 105. 180 chia 105 thì còn là 75 độ. Như vậy góc C là 75 độ. Đúng này. Giờ như là góc C 75 độ thì mình sẽ tính được góc F. Góc EFD sẽ bằng với góc ABC. Góc EFD. C tiếp nha. Góc EFD sẽ bằng với góc ACB. Đều bằng 75 độ. Giờ như là mình xong câu 4.16 nha. Giờ 4.16 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài nha. Giờ mình có hai góc này bằng nhau vì hai tam giác này bằng nhau. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 4.17. Cho hai tam giác ABC và DEF không mãn điều kiện là AB bằng DE. Góc ABC sẽ bằng góc DEF bằng 70 độ. Góc BAC bằng góc E DF bằng 60 độ. AC bằng 6 m, tính độ dài của DE. Giờ trước hết mình sẽ quay hai tam giác ABC và DEF. Người ta cho là AB bằng DE. Như vậy là mình sẽ hai cạnh này bằng nhau. Thì mình sẽ ký hiệu giống nhau. Mình sẽ có góc ABC là góc B ở trên. Góc DEF chính là góc E ở trên. Hai góc này đều bằng nhau bằng 70 độ. Ta cho góc BAC chính là góc E phía dưới. Bằng góc là EDF chính là góc D phía dưới. Hai góc này đều bằng nhau bằng 60 độ. Và người ta cho AC bằng 6 m, tính DF. Đúng này. Như vậy là trước hết mình cũng chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Thì mình thấy là góc này bằng góc này. Cạnh này bằng cạnh này. Góc này bằng góc này, khi mình kết luận được là hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc, đúng không? Giờ hai tam giác bằng nhau, CD là DF bằng AC bằng 6 cm, đúng không? Giờ câu 4.17 này cũng dễ, đúng không? Mình sẽ làm tương tự như 4.16 không? Giờ mình sẽ làm như sau, chứ mình sẽ hai tam giác, xếp hai tam ABC
và DEF có, mình sẽ có gì? Trước hết thì mình sẽ có là góc góc A bằng góc D. Góc A chính là BAC. Góc BAC sẽ bằng với góc góc D, đây chính là ED. ED. Hai góc này bằng nhau theo giả thiết đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ có AB bằng DE cũng theo giả thiết luôn. AB bằng DE theo giả thiết. Giờ tiếp theo mình sẽ có góc B bằng góc E. Thì góc B chính là ABC. Bằng góc E chính là DEF. Cũng theo giả thiết luôn. Đúng này. Nên mình kết luận là hai tam giác ABC sẽ bằng DEF theo trường hợp là góc cạnh góc. Giờ hai tam giác bằng nhau thì mình sẽ suy ra là DF sẽ bằng AC. DF sẽ bằng AC. Mà AC bằng 6 cm, như vậy có nghĩa là DF cũng bằng 6 cm luôn. Đúng không? Đây là hai cạnh tương ứng. Giờ như là mình xong câu 4.17 nhé. Giờ 4.17 các em hiểu bài thì các em xong bấm hết video thầy, các em hiểu bài nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 4.18 nha. Giờ 4.18 cho hình 4.44. Biết là EC bằng ED và góc ACE. Góc AEC bằng góc AED. Giờ mình sẽ quan sát hình 4.44. Thì mình sẽ có là EC bằng ED. Đây, hai cạnh là bằng nhau. Người ta sẽ ký hiệu giống nhau. Góc này chính là AEC. Đúng này. Và góc phía dưới là AED. Hai góc này bằng nhau, người ta sẽ ký hiệu giống nhau. Giờ bây giờ mình sẽ cần chứng minh câu E là AEC bằng AED. Mình sẽ chứng minh AEC bằng AED. Thì mình thấy là hai tam giác này có gì bằng nhau này. Mình sẽ có là EC bằng ED, giả thiết cho góc này AEC bằng AED, giả thiết cho, và AE là cạnh chung nên mình kết luận hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh đúng này. Như vậy câu này các em sẽ làm như sau, xét hai tam giác. AEC và AED có. Giờ hai tam giác này mình sẽ có là EC bằng ED.
EC bằng ED giả dạ khi chọn theo giả dạ khi. Giờ mình sẽ có góc này bằng góc này. Góc AEC. AEC sẽ bằng góc AED. Cũng theo giả thiết luôn. Giờ tiếp theo mình có AE là cạnh chung. Vậy mình kết luận là hai tam giác AEC sẽ bằng AED. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Giờ tiếp theo câu B mình sẽ cần chứng minh tam giác ABC sẽ bằng tam giác AED. Thì mình thấy là hai tam giác này có gì bằng nhau vậy? AEC, ABC, ABC và ABD. Thì mình sẽ có là AB là cạnh chung, đúng không? Mình sẽ góc E này chính là CAE bằng DAE. Hai góc này bằng nhau vì hai tam giác AEC bằng AED, đúng không? Tiếp theo mình sẽ có là AC bằng AD là do hai cái tam giác này bằng nhau luôn, đúng không? Giờ như mình kết luận hai tam giác ABC sẽ bằng tam giác AD, ABD theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đúng không? Giờ như bây giờ mình sẽ xét hai tam giác ABC và ABD. Câu B. Xét hai tam giác ABC và ABD. Có. Mình sẽ có gì? Mình sẽ có là AC bằng AD. Vậy hai tam giác này bằng nhau. AEC bằng AED. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ có góc A trên và góc A dưới. Góc A trên chính là CAE bằng DAE. CAE góc AC CAE bằng với góc DAE. Giống ở trên quỳ hai tam giác. Hai tam giác này bằng nhau rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ có là AB là cạnh chung. Như giờ mình đã có đủ ba yếu tố là cạnh, góc cạnh. Nên mình kết luận là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh, góc cạnh. Vậy tam giác ABC bằng tam giác ABD theo trường hợp là cạnh, góc cạnh. Giờ như mình xong 4.18 nha. Giờ 4.18 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video. Hãy biết là các em hiểu bài nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 4.19. 4.19 thì người ta cho tia OX là tia phân giác của góc XY. Lấy các điểm ABC lần lượt của các tia OX, OY, OZ sao cho góc CAO bằng CBO. Chứng minh là tam giác OAC sẽ bằng tam giác OAB. Giờ chứ hết mình sẽ quay hình trước nha. Người ta nói là OZ là tia phân giác của góc XY. Như vậy chứ hết mình sẽ quay ở góc XY trước. Giờ mình sẽ vẽ TOX, TOY thì mình sẽ được một góc chính là góc XY. Giờ mình sẽ vẽ OZ chính là tia phân giác của XY. Có nghĩa là hai góc nhỏ này sẽ bằng nhau. Vì OZ là tia phân giác của góc XY, đúng nè. Giờ mình sẽ có góc CAO. CAO là góc A đây. CBO là góc B đây, đúng nè. Thì mình thấy là hai tam giác OAC, OAC và OBC thì mình thấy là góc này bằng góc này vì OZ là tia phân giác. Đúng rồi. Giờ mình sẽ có OC là cạnh chung. Giờ thầy sẽ làm bắt đầu câu A chứ nhé. Câu A chứng minh hai tam giác này bằng nhau thì mình sẽ xét hai tam giác này. Xét hai tam giác OAC và OBC có. Mình thấy là hai tam giác này sẽ có gì? Tam giác này mình sẽ có góc AOC bằng BOC vì OZ là tia phân giác của góc XY, đúng không? Như vậy mình sẽ có là giờ mình sẽ có góc AOC bằng góc BOC AOC bằng với góc BOC. Vậy OZ là tia phân giác. Góc XY. Đúng nè. Giờ tiếp theo mình sẽ có là OC là cạnh chung. Tiếp theo mình sẽ có là góc góc E này chính là CAO. Góc CAO bằng góc CBO. Góc CAO CAO bằng với góc CBO. Thì đây là theo giả thiết đúng không? Theo giả thiết. Giờ như mình sẽ có hai góc này bằng này. Mà mình sẽ có tổng 3 góc. Góc E cộng góc O cộng góc C sẽ bằng tổng 3 góc. Góc B cộng góc O cộng góc C. Đúng không? Như mình sẽ có tổng 3 góc là góc E ở đây chính là OAC. Còn cho góc O ở đây chính là AOC. Góc C ở đây chính là ACO. Sẽ bằng tổng 3 góc của tam giác OBC. Chứ hết là góc B. Góc B chính là OBC. OBC.
BC cộng cho góc O sẽ là BOC. BOC và cộng cho góc C sẽ là BCO. BCO. Như mình thấy là hai cái tổng này bằng nhau. Như vậy là mình sẽ có là góc A bằng góc B. Giả khi góc O bằng góc O, góc O bằng góc O. Nên mình kết luận là góc C này sẽ bằng góc C này. AOC sẽ bằng góc BOC. Đúng này. C. Góc ACO. ACO là góc C ở trên sẽ bằng góc C phía dưới, chính là BCO. Giờ như là hai tam giác mình thì mình sẽ có là hai góc, góc cạnh và góc. Như mình kết luận là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc, đúng không? Góc cạnh góc. Vậy tam giác OAC sẽ bằng tam giác OBC theo trường hợp góc cạnh góc. Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì người ta kêu mình lấy điểm M trên tia đấu của CO chứng minh là tam giác MAC bằng tam giác MBC. Giờ như vậy đây là CO đây. CO đây, mình sẽ lấy tia đấu có nghĩa là quay hướng này. Như vậy mình sẽ lấy một điểm ở đây. Giờ ví dụ mình sẽ nói A với là một điểm trên CO. Cái điều điểm ở đây sẽ là điểm M nha. Mình sẽ cho điểm M nằm chỗ này. B với M rồi. Bây giờ mình sẽ chứng minh tam giác MAC bằng MBC. Như vậy hai tam giác này thì mình thấy là có gì bằng nhau? Mình thấy là MC là cạnh chung, đúng không? AC sẽ bằng BC vì hai tam giác này bằng nhau. Giờ tiếp theo mình có hai cái góc nhỏ này. Góc ACO sẽ bằng góc BCO. Và mình sẽ có góc C bên đây chính là AACM sẽ bằng BCM. Vì hai góc này là hai góc cây bộ. Hai góc này cũng là hai góc cây bộ. Hai góc này bằng nhau có nghĩa là hai góc này cũng bằng nhau, đúng không? Như mình kết luận là hai tam giác này sẽ bằng. Giờ như là hay sẽ làm câu B như sau. Bây giờ mình sẽ xét hai tam giác AM, MAC và MBC. MAC và MBC có. Giờ hai tam giác này thì mình thấy là có AC bằng BC. AC bằng BC. Vì sao? Vì tam giác OAC bằng tam giác OBC. Hai tam giác này bằng nhau khi AC sẽ bằng BC, được nè.
Giờ tiếp theo mình sẽ có MC là cạnh chung. Giờ bây giờ mình sẽ chứng minh hai cái góc này bằng nhau đó là được, đúng không? Thì sẽ là cạnh góc cạnh. Như vậy mình sẽ có góc này cộng góc này sẽ bằng 180 độ nha. Góc ACO ta có góc ACO, ACO cộng cho góc ACO là góc này cộng cho ACM hoặc là MCA cũng được, cộng cho góc MCA, ACM hai góc này cộng lại sẽ bằng 180 độ. Đây là hai góc cây bộ, đúng không? Tiếp theo mình có cái gì nữa? Mình sẽ có là BCO, góc BCO. Góc BCO cộng cho góc BCM. BCM cộng hai góc này cũng bằng 180 độ. Đúng rồi. Cũng là vì hai góc, đây là hai góc cây bột. Mà mình có là hai cái góc C này sẽ bằng nhau. ACO bằng BCO. ACO bằng BCO. Đây, chứng minh chưa? Mình đã chứng minh chưa? Rồi, nên mình suy ra được là hai cái góc C này sẽ bằng nhau. ACM sẽ bằng BCM. ACM sẽ bằng BCM. Như vậy mình đã đủ là đây là cạnh, góc cạnh. Vậy mình kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đúng không? Vậy tam giác MAC sẽ bằng tam giác MBC theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Giờ như vậy là mình xong câu 4.19 nha. Giờ 4.19 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm khích video thì biết các em hiểu bài nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.